Xin chào các bạn, lại đến với kênh của Ship. Video ngày hôm nay Ship sẽ tiêu diệt Daisy cùng với Root các bạn. Hello các bạn. Ok, và trước vào video các bạn hãy nhớ cho Ship một like, một đăng ký kênh cũng như là bình luận bên dưới nha. Chúng ta cùng đi tiêu diệt Daisy thôi Root. Ok, let's go. Ôi, đi nè. Quá, hungry hả? Ship là hungry hả? Ship là hungry, đúng rồi đó. Ship quên nói. Cuộc chiến không cân sức giữa hungry và Daisy. Ôi Daisy mắt nhìn đỏ lè ghê quá. Sao Ship đứng gần Daisy quá vậy? Có sao đâu, cái này chạy đâu không có bắt kịp mình á. Đâu có đâu, cái này chạy bình thường mà. Chừng nào đuổi cái kìa. Đoạn này là đoạn nào ta? Có phải cái đoạn hai xích thôi à? Thì hai xích đó. Ồ, hai xích không dí, không dí. Ừ, có dí đâu. Quên. Cứ đi bình thường nó thôi. Nó tưởng đâu đoạn sau, đoạn sau là dí tục quần luôn. Đoạn sau mới dí à, Ship làm hay quá à. Làm mình thành hất ghi được luôn. Ok, bây giờ chúng ta cùng đi đường cũ thôi. Quá okay. Thuộc map rồi, không có gì phải sợ. Ship và Root là hệ người chơi thuộc map các bạn. Chơi nát cái game luôn á trời. Ok, đi thôi. Rồi, gần tới chưa? Xuống. Chưa đâu, từ từ. Tới cái đoạn mà cái gì kéo cần á, mà nhiều màu á. Mới được. Sao lúc chơi thấy nó gần lắm mà giờ thấy nó xa ta? Đâu xa lắm đâu, Ship chạy vậy là nhanh lắm rồi đó. Ship chạy chậm á. Đó, mình lấy cái tượng này nè. Được nè, đó okay. Rớt xuống đây nè. Rồi, nhớ rồi. Đi cái đường này, là tí Mommy nó bị nghiền nè. Ủa lộn, Daisy. Mommy đang trong dây Daisy. Chúng ta xóa cái cửa khỏi mở. Ừ, để mất cam ghê. Good có nhớ không? Cái đây à, không nhớ màu nhưng mà nhớ là phải đu lên chắc chắn không nhớ màu đúng không? Ừ, Ship cũng kéo đại thôi chứ Ship mở được cái này mà. Trời đất ơi, Ship cũng có công ghê. Ok, tới đây là bị Daisy giật đuổi nè. Đó. Ui, đừng gặn vậy, Ship đứng đó, Ship trời ơi, Ship dùm vô sát cái mặt con Daisy luôn ý. Có gì đâu, nhanh tay rồi. Lên. Con Daisy này nhìn mắc cười quá, ốm đói. Ừ. Hơi ốm đói tí. Không có cái bụng luôn ấy. Mommy còn có cái bụng, Daisy không có cái bụng luôn. Nó là bông hoa mà sao có cái bụng được. Thì vậy. Nhìn nó gầy gò dễ sợ. Chúng ta cùng đi vô cái lò. Nhưng mà Ship không làm đâu, Ship mở đi luôn. Trời đất ơi. Đi chơi ăn gian. Daisy kìa. Bây giờ mình chui vô cái lò trốn nè. Nhanh gọn lẹ, phá đảo game trong vòng 5 phút. Phá đảo game bằng cách là xóa. Ăn gian dễ sợ. Daisy đi chưa? Đi rồi. Rồi tụi mình ra đây tiếp. Đoạn rượt đuổi cuối cùng nè. Ok, đúng rồi. Chỗ đây đẹp nữa có cái bàn tay của Daisy không Ship? Bàn tay gì? Bình thường ngay chỗ khúc dí nè, mình quay ra mình sẽ thấy có một bàn tay của Daisy, của Mommy kéo ra đó. Có đó mà đó. Cái nào cũng có mà, mình đi đường tắt nha. Mình đi đường tắt, hôm trước cũng đi đường tắt này nè. Mà không biết phần 3 có Daisy thiệt không? Tôi không biết nữa, nhưng mà Daisy là nhân vật ở đâu rồi Ship? Tôi không biết Daisy. Nhân vật mới á. Trong trailer nhưng mà không có tác dụng gì hết trơn. À, trailer phần 3 hả? Phần 2 Phần 3 chưa có trailer mà. Tôi tưởng đâu có rồi. Phần 3 thì fan mắc là nhiều nhưng trailer chính thì chưa có. Vậy chắc có thể phần 3 sẽ có. Trời, Hockey không có ngón tay nào luôn mà để vô cũng mở khóa được, ghê vậy. Hockey có cái tay dễ thương. Nó tới chuẩn kìa. Bị nó báo xe mật khẩu nè. Nó tới kìa, chuẩn bị tiêu diệt nó thôi. Ơi mắt hết đỏ rồi phải không Ship? À còn đỏ một ít à, còn hồi nãy đỏ màu luôn á. Không đỏ bằng hồi nãy. Ship để ý đi. Ờ đúng rồi, mắt hơi lé nữa nè. Sao Ship lại kỳ thị Daisy như vậy? Cái nhìn cũng hơi tội ha. Tên tên. Rồi sao? Bye bye Daisy. 006. Đêm Daisy về nhà. Xin vĩnh biệt Daisy. Rồi cái tay con dính ở trong đó luôn kìa. Ôi là trời. Cái miệng nháo á. Xóa đi cái này nè, để coi cái tay như thế nào.
Đó. Trời đất ơi. Mấy cái lá chứ cái gì. Ok. Và video ngày hôm nay của Ship và Root cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của Ship. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye. Bye bye.